Mở đầu là tin bão khẩn cấp cơn bão số 5. Vào hồi 16 giờ ngày 18 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 108,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới đến 16 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão ở 19,9 độ Vĩ Bắc, 108,0 độ Kinh Đông trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm Cô Tô, Bạch Long Vĩ, từ đêm ngày 18 tháng 10 có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Trước diễn biến của bão số 5, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện số 16 để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bình Định theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, bằng mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Các địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Thủy sản, tổ chức hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tránh trú, bảo vệ lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản. Tùy theo diễn biến của bão, chủ động cấm biển và đảm bảo an toàn cho người, tài sản, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn, để kịp thời xử lý khi có tình huống. Khu vực đất liền, các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân, khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Các tỉnh, thành phố trên tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển, cảnh báo, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển xung yếu hoặc đang thi công dở dang. Cùng với đó, triển khai các biện pháp tiêu úng, phòng chống ngập lụt khu vực đô thị, khu công nghiệp, kiểm tra, rà soát, vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Liên quan tới vụ hai tàu cá ở Quảng Nam với 93 ngư dân gặp lốc xoáy và sóng lớn đánh chìm trên vùng biển Hòn Sa, cho đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe của 78 thuyền viên đã được cứu và công tác tìm kiếm 13 ngư dân mất tích diễn ra như thế nào? Sau đây sẽ là thông tin từ phóng viên Diệu Hằng đang có mặt tại Sở Chỉ huy Tiền Phương, đóng tại đồn biên phòng cửa khẩu Kỳ Hà. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại thời điểm hiện tại thì theo thông tin từ hiện trường khu vực tìm kiếm cứu nạn cứu hộ vẫn chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích. Tuy nhiên, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nhiều vật dụng cá nhân trôi nổi trên mặt biển khu vực tàu gặp nạn như là phao, ngư lưới cụ, chăn màn cá nhân. Là hiện nay là sóng ở biển là trưa nay vào 12 giờ là chỉ có sóng cấp 2, cấp 3. Thời tiết rất thuận lợi để cho việc tìm kiếm. Tuy nhiên mà kết quả tìm kiếm là không thấy cái nạn nhân nào. Nếu đây là một cái sự thật thì sẽ rất khó khăn cho lực lượng tìm kiếm hiện nay. Tại vì độ sâu ở mực nước biển khoảng 3 nghìn mét trở lên thì sẽ rất chi là khó khăn cho các cái lực lượng tìm kiếm hiện nay. Kể cả chúng ta là có cái phương tiện trang bị hiện đại cũng như được cái lực lượng chuyên trách về tìm kiếm cứu nạn trên biển thì cũng là rất khó khăn. Do đó phải khẳng định rằng là công tác tìm kiếm cứu nạn hiện nay với cái sự quyết tâm rất cao, cái lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ Quốc phòng, của ngư dân vẫn đang khắc phục khó khăn để rồi tổ chức tìm kiếm.
tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiếp tục triển khai. Hiện trong khu vực, hai tàu cá bị nạn có 11 phương tiện tham gia tìm kiếm, bao gồm 7 tàu cá ngư dân, 4 tàu của Bộ Quốc phòng. Đối với 78 ngư dân đã được hai tàu cá khu vực tàu gặp nạn phát hiện và cứu kịp thời. Theo ghi nhận, sức khỏe ổn định. Trước đó, 22 giờ 45 phút ngày 17 tháng 1, tàu Cảnh sát biển 8002 đã tiếp cận tàu QNA 90039 TS để hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Khi tiếp cận thì chúng tôi đang hạ xuống chở tổ công tác sang, một rằng là nắm tình hình, động viên bà con, ngư dân cũng như rằng là hỗ trợ y tế. Thì qua nắm bắt tình hình thì hiện nay đang là cái tàu đang là cứu vớt được hiện tại có 40 người ở trên tàu, nắm tình hình cũng như thăm khám động viên y tế. Thì tàu cũng bảo vệ lúc từ 6 giờ 50 giờ đến 7 giờ 30. Bà con ngư dân đang là cũng khẳng định rằng là tất cả đang là sức khỏe đều ổn. Và sau khi cứu vớt thì tinh thần cũng đã ổn định. Còn có 4 nạn nhân có thương tích nhẹ và được chúng tôi rằng hỗ trợ y tế có băng bó nhẹ. Còn không có ai đang ở trên thời nguy kịch, tức là lúc 7 giờ 30 sáng nay. Như vậy, tới thời điểm hiện tại, trong số 93 ngư dân gặp nạn, có 78 ngư dân được cứu vớt, sức khỏe ổn định, 2 nạn nhân được cứu nhưng tử vong sau đó, 13 ngư dân mất tích. Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 16 tháng 10, tàu cá QNA 90129 TS, trên tàu có 54 ngư dân đang hoạt động ở Trường Sa bị lốc xoáy đánh chìm. Lúc này, tàu QNA 90039 TS hoạt động gần đó đã hỗ trợ ứng cứu và vớt được 40 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn. Tiếp đến khoảng 1 giờ ngày 17 tháng 10, tàu cá QNA 90927 TS, trên tàu có 38 ngư dân đang đánh bắt tại khu vực cách đảo sông Tự Tây khoảng 135 hải lý về hướng bắc tây bắc đã bị sóng đánh chìm. Thời điểm này, tàu QNA 91782 TS hoạt động gần đó đã phát hiện và ứng cứu được 37 người. Những thông tin về tình hình mưa lũ chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau. Còn bây giờ chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Hùng, 40 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra về hành vi giết người. Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 17 tháng 10, nạn nhân trú tại phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang ngồi nhậu cùng với một người bạn thì Nguyễn Thanh Hùng đi tới ngồi đối diện. Sau đó thì đối tượng bất ngờ rút dao đâm vào vùng ngực của nạn nhân. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện Hùng đang trốn tại một khách sạn. Làm việc tại cơ quan công an, Hùng khai nhận cho rằng nạn nhân nhìn đều khiêu khích mình nên Hùng đã rút dao đâm. Vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn qua biên giới, Lâm Thanh Yên, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang. Theo đó, vào lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng 10, tại barrier số 2 cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Hải quan Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra phương tiện xe khách mang biển kiểm soát Lào nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, phát hiện bắt quả tang đối tượng Lâm Thanh Yên đang có hành vi vận chuyển 3 bánh heroin. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Lâm Thanh Yên khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này từ Lào về Việt Nam để đưa ra Hà Nội lấy tiền công. Thưa quý vị, chất lượng bữa ăn học đường, vệ sinh, an toàn thực phẩm thì luôn là mối quan tâm và trăn trở của nhiều phụ huynh. Và trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ngành chức năng đưa ra nhiều biện pháp để đảm bảo chất lượng bữa ăn giúp cho trẻ có sức khỏe tốt và được phát triển đầy đủ cả về trí lực và thể lực. Thế nhưng trên thực tế thì vẫn còn những tồn tại liên quan đến chất lượng bữa ăn học đường. Mới đây, tại trường tiểu học Thành Công B, nhiều em học sinh sau bữa ăn bán trú đã xuất hiện nhiều dấu hiệu như đau bụng, buồn nôn, đi ngoài. Nhiều trường hợp nặng hơn được bác sĩ kết luận nhiễm khuẩn đường ruột. Tối ngày 13 tháng 10 thì lúc đấy là cháu mới bắt đầu là bị đi ngoài một lần. Và đến sáng ngày 14 và chiều cả ngày ngày 14 thì lúc đấy là có ngày hôm đấy là cháu bị đi ngoài khoảng 4-5 lần gì đấy. Và đến buổi chiều tối ngày 14 tháng 10 thì lúc đấy là gần như là cháu bị đi ngoài không kiểm soát nổi nữa. Thì đến ngày 15 tháng 10 thì gia đình tôi có cho cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương để khám thì có kết luận của Bệnh viện Nhi là cháu bị nhiễm khuẩn đường ruột. Ngay sau khi có thông tin phản ánh của phụ huynh, trường tiểu học Thành Công B đã lấy mẫu thực phẩm đi xét nghiệm, đồng thời tổ chức quản lý lại bữa ăn của nhà trường và nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng tìm nguyên nhân vụ việc. Chúng tôi cũng đã liên hệ với nhà cung cấp suất ăn cho nhà trường và
đặt lịch làm việc sáng sớm ngày hôm sau. Và 6 giờ sáng ngày hôm sau thì chúng tôi đã làm việc với các cái nhà cung cấp, và đồng thời thì cũng có mời phụ huynh của những cái lớp mà có cái sự báo cáo đấy đến để làm việc cùng với bên nhà cung cấp, và chúng tôi cũng thực hiện báo cáo với các cái cơ quan chức năng để thực hiện là làm rõ cái nguyên nhân. Thì cũng khuyến cáo là nhà trường, các nhà trường thì cũng thực hiện theo cái sự chỉ đạo của Ủy ban quận, cái công văn về tăng cường cái kiểm tra và giám sát cái bếp ăn tập thể trong nhà trường. Và thứ hai nữa là cũng kiểm tra cái nguồn gốc thực phẩm, rà soát lại cái quy trình trong cái chế biến và chia thức ăn đảm bảo cho các cháu. Cũng mới đây, tại trường Trung học cơ sở Yên Nghĩa, quận Hà Đông, tại buổi kiểm tra đột xuất, phụ huynh không khỏi ngỡ ngàng trước khay cơm 32.000 đồng. Chỉ vài món ăn không đảm bảo dinh dưỡng khiến nhiều phụ huynh không khỏi bức xúc. Xảy ra đến như thế này thì nó rất là cái bức xúc, mà bức xúc của không phải là của một cá nhân tôi hoặc là của học sinh không. Bây giờ các con đang ở tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi phát triển thì chúng ta cũng không nên dựa vào cái suất, gọi là những người có trách nhiệm không nên dựa vào cái suất ăn của con để cắt xén bớt. Sau cái sự việc này thì ban giám hiệu chúng tôi kết hợp với cái tổ bán chú đó sẽ kiểm tra và phân rõ xem là cái trách nhiệm của từng ngày sẽ thuộc với ai, tức là làm chặt chẽ hơn nữa cái quá trình giám sát. Là trước đây là mình đã có kế hoạch, có phân công nhiệm vụ rồi, nhưng có thể là cái khâu đó là vẫn còn có những cái khâu mà mình làm chưa chặt, thì chúng tôi từ hôm đó khi được phản ánh thì chúng tôi cũng đã tìm ra những cái khe hở, thì sau đây thì chúng tôi cũng sẽ khắc phục những cái lỗ hổng đó. Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấp tiểu học hiện có khoảng 5.000 trên 15.000 trường tổ chức bữa ăn học đường cho học sinh. Trong đó có hơn 3.300 trường học có bếp ăn, còn lại dùng suất ăn công nghiệp. Tuy vậy, gần 40% số trường có bếp ăn tập thể, căng tin chưa đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Rõ ràng, việc quản lý và giám sát bữa ăn học đường còn nhiều hạn chế, cần tăng cường thanh tra giám sát hơn nữa, đảm bảo chất lượng bữa ăn học đường. Gần 3 tạ pháo hoa nổ được cất giấu trong xe ô tô con để vận chuyển từ biên giới về nội địa tiêu thụ vừa bị lực lượng công an huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng biên phòng bắt giữ vào rạng sáng nay. Vào lúc 4 giờ ngày 18 tháng 10, công an huyện Đắk Rông phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, bộ đội biên phòng tỉnh và đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 74A17823 di chuyển theo hướng Lao Bảo, Đông Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển 163 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống và 20 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống, tổng trọng lượng khoảng 300 kg. Tại cơ quan công an, tài xế Trần Thanh Long, trú tại xã Do Hải, huyện Do Linh khai nhận số pháo hoa trên được Long nhận trở thuê từ xã Tân Long, huyện Hướng Hóa về khu vực ngã tư Sòng, huyện Cam Lộ. Đồn biên phòng cửa khẩu Vạn Lý, bộ đội biên phòng Cao Bằng phối hợp với đội kiểm tra liên ngành huyện Hạ Lang bắt giữ các đối tượng vận chuyển 16.000 quả trứng vịt không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đối tượng Ma Văn Chiến, Triệu Văn Huy, Lê Hồng Phú và Trần Hùng Cường bị bắt quả tang khi đang chở số hàng trên bằng xe ô tô mang biển kiểm soát 89C27868 đỗ ở khu vực biên giới. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số trứng vịt kể trên. Cùng ngày, đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn phối hợp với đội kiểm tra liên ngành tiến hành tiêu hủy số gia cầm trên theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, theo số liệu của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 9 vừa qua, ba hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất đó là giả mạo website, lừa đảo chiếm đoạt bằng đường link hoặc các file nén, lừa đảo thẻ tín dụng và chiếm đoạt tài sản thông qua mã QR. Và cũng trong tháng 9 thì hệ thống cảnh báo ngăn chặn tên miền độc hại quốc gia cũng đã ngăn chặn triệt để 441 website vi phạm pháp luật lừa đảo trực tuyến. Hiện các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước đều đang tích cực phối hợp để phòng chống vấn nạn này. Trang fanpage Cổng Không gian mạng Quốc gia do Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia xây dựng thường xuyên cập nhật những thông tin cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới. Đây là kênh thông tin người dân có thể theo dõi, tham khảo để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo. Để tự bảo vệ mình trên không gian mạng thì việc đầu tiên thì để ý thông tin trên các cái nền tảng truyền hình hay là nền tảng mạng xã hội của các cơ quan chức năng tổ chức
thường xuyên đưa về những cái hình thức lừa đảo hoặc là những cái cách phòng tránh, dấu hiệu nhận biết để có thể nhận biết được các hình thức lừa đảo. Vấn đề thứ hai, phải luôn có ý thức bảo vệ được thông tin cá nhân của chính bản thân mình trên không gian mạng, không cung cấp các thông tin cá nhân nhạy cảm như là căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt hay là OTP cho bất kỳ một cái đối tượng nào trên không gian mạng cả. Cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an cũng đang tích cực tuyên truyền qua nhiều kênh dưới nhiều hình thức để nâng cao sự cảnh giác của người dân. Bên cạnh đó, cơ quan công an tổ chức tốt công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tập trung xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật. Thời gian 9 tháng vừa qua thì chúng tôi cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với các cái đơn vị thuộc Bộ Thông tin Truyền thông. Chúng tôi rà soát và ngăn chặn trên 22.400 website, tài khoản ứng dụng vi phạm pháp luật. Thì trong đó thì có nhiều trang mạng hoạt động tổ chức đánh bạc và quảng cáo cờ bạc lô đề, rồi các cái trang mạng liên quan đến trò chơi có tính chất cờ bạc, rồi các cái website tài khoản giao bán bằng cấp giả, rồi các cái hội nhóm fanpage tài khoản cá nhân giao bán ma túy cần sa vân vân, rồi các cái trang mạng liên quan đến truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và các cái trang mạng vi phạm bản quyền. Đấy, thì chúng tôi đã tích cực ngăn chặn làm sạch các cái thông tin trên môi trường mạng. Hiện nay, lực lượng công an đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để có giải pháp ngăn chặn các hoạt động thanh toán liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là giải pháp ngăn chặn dòng tiền vi phạm pháp luật. Việc kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch dữ liệu và xác minh thông tin nhận biết chủ tài khoản để rà soát đối tượng nghi ngờ giả mạo giấy tờ tùy thân để mở tài khoản thanh toán cũng đang được triển khai hiệu quả. Cho đến cuối tháng 8 năm 2023 thì đã có 27 tổ chức tín dụng đã liên hệ và làm việc với C06 của Bộ Công an để triển khai làm sạch cái dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán, và có 42 tổ chức tín dụng thì đã và đang triển khai cái ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, và có 7 tổ chức tín dụng đã liên hệ với C06 để mà làm việc rà soát cái đối tượng mà nghi ngờ giả mạo các loại giấy tờ với cái dữ liệu về sinh trắc học của căn cước công dân để phục vụ cho công tác phòng chống cái tội phạm. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông về phương án hỗ trợ các ngân hàng làm sạch dữ liệu, đối khớp thông tin chủ tài khoản đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến với thông tin chủ thuê bao di động. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý để đảm bảo an ninh an toàn hoạt động thanh toán, hạn chế tình trạng lừa đảo trực tuyến.